Giọng tenor là giọng nam cao nhất. Giọng nam cao xét về giọng ngực hay xét về giọng nói thông thường, phạm vi giọng nam cao nằm trong khoảng từ nốt C2 cho đến đô 5. Trong một số trường hợp, giọng nam cao có thể hát được lên đến nốt cao nhất là nốt pha 5. Giọng tenor không phổ biến. Trong các vở opera, giọng nam cao thường diễn vai nam chính. Giọng tenor được chia làm 6 loại. Leggero tenor hay là tenor di grazia là giọng nam cao có màu sắc nhẹ và bay bổng. Hai là lyric tenor, giọng nam cao trữ tình có màu sắc ấm áp. Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone. 'Cause today I swear I'm not doing anything. Ba là spinto tenor là giọng nam cao có thể hát cả trữ tình và kịch tính, có âm sắc tối hơn lyric tenor. Và bốn là dramatic tenor là giọng nam cao kịch tính, chất giọng khỏe, sáng và có lực. Năm là headend tenor là giọng nam cao kịch tính đặc biệt, dày, nhiều lực và có màu sắc tối trong giọng. Sáu là giọng baritenor là giọng nam cao có sự pha trộn giữa giọng nam trung và nam cao. Largo affacciato un delicità, largo. La 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 la. Presto bottega che la valgia presto. La 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 la. Bariton là giọng nam trung, loại giọng nam giới phổ biến nhất. Quãng giọng nam trung trong khoảng từ la 2 đến la 4. Qua luyện tập thì một số giọng nam trung có thể hát từ nốt pha 2 đến đô 5. Giọng nam trung được chia thành các loại như sau là bariton Martin hoặc gọi là light bariton là bariton nhẹ. Đây là giọng nam trung nhưng có tính nhẹ nhàng, không có quãng trầm và có tính chất gần với giọng tenor. Hai là lyric bariton, giọng nam trung có tính chất ngọt ngào, nhẹ nhàng, sáng nhưng không gắt. Ba là giọng Cavalier bariton là giọng nam trung trình bày được cả trữ tình và kịch tính. My world is
Verdi bariton, giọng dày, kịch tính, tuy nhiên lại hát dễ dàng ở những nốt cao nhất của giọng nam trung. Và năm là dramatic baritone, đây là giọng nam trung kịch tính có độ dày nhiều lực.